Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lộ Tư chính thức nhận tin vui khủng, bỏ xa Dương Tử, Phạm Băng Băng vì một điểm. Mới đây, tài khoản mạng xã hội của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bất ngờ đăng bài chỉ trích những diễn viên không dùng giọng gốc để đóng phim. Theo đó là cái tên nổi tiếng bị nhắc đến là Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Lệ Nhiệt Na. Trái ngược lại, Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận, Dương Tử lại được khen ngợi vì sử dụng giọng thật. Theo nhu cầu đặc biệt của tình tiết phim, lồng tiếng tốt có thể bù đắp những khiếm khuyết của lời thoại giọng gốc và mang lại hiệu quả thể hiện với chất lượng cao hơn cho tác phẩm. Tuy nhiên, lồng tiếng hậu kỳ chỉ là một tác dụng phụ trợ. Các diễn viên có kỹ thuật cơ bản vững chắc về lời thoại chắc chắn sẽ có thể nâng mức độ diễn xuất lên một tầm cao hơn. Từ bài viết này, blogger đưa ra danh sách những diễn viên không dùng giọng gốc của mình cho cổ trang, bao gồm Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhật Ba, Cúc Tịch Y, Đường Yên. Ngoài ra, trong khu vực bình luận, fan Lưu Thi Thi và Lưu Diệu Phi cũng gây tranh cãi dữ dội, do kẻ xe mai có tỷ lệ không sử dụng giọng thật cao hơn, suốt bao năm vào nghề mà vẫn nhớ lồng tiếng. Những nữ diễn viên được đánh giá cao vì dùng giọng gốc là Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Tống Thiến, Ngô Thư Hân. Thậm chí những người này được ưu ái gọi là đại diễn viên vì không lạm dụng giọng người khác. Cách đây vài ngày, những hình ảnh của Triệu Lộ Tư trong tạo hình dân quốc đã được đăng tải và nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi. Cô nàng diện một bộ váy trắng khéo léo khoe được vòng eo nhỏ nhắn cùng chiếc cổ cao thanh thoát. Triệu Lộ Tư được nhận xét là giống hệt một tiểu thư gia đình phú quý, vừa dịu dàng lại đoan trang. Nhan sắc xinh đẹp của nàng tiểu hoa khiến nhiều người nhớ đến tạo hình dân quốc trước đó của Phạm Băng Băng. Ở một diễn biến khác, khoảng thời gian gần đây, phong cách cũng như nhan sắc lên xuống thất thường của Dương Tử đã gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có những lúc cô xinh đẹp đến bất ngờ, nhẹ nhàng và hút mắt, song có đôi khi lại giá không tượng, khiến cộng đồng netizen cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Sau lần xuất hiện tại đêm hội thường niên 2023 bị chê lên bờ xuống ruộng vì lối make up già dặn không phù hợp, Dương Tử mới đây lại tiếp tục lặp sai lầm, đến cả fan ruột của cô cũng đênh không nổi. Đang nói bộ cánh ngôi sao gương mật tựa khói xương lựa chọn lần này đã vô tình đụng hàng với Triệu Lộ Tư. Chỉ trong vài giờ ngắn đã xuất hiện hàng loạt bài viết so sánh Dương Tử với nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ, khiến cho chủ đề này lọt vào thẳng top 10 hot search trên Weibo. Nhìn chung, phản ứng của cư dân mạng cũng tương đối đa chiều, mọi người đều có những suy nghĩ, nhận định khác nhau về lần đụng độ này giữa hai nàng tiểu hoa hàng đầu lứa 90, 95. Triệu Lộ Tư trước giờ đúng là vướng phải nhiều lùm xùm về học vấn, đạo đức hay diễn xuất, nhưng hiện nhiên cô luôn được đánh giá cao về ngoại hình, nhan sắc ngọt ngào, phong cách ổn định chính là điểm cộng, giúp nữ diễn viên chinh phục được trái tim khán giả. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi phần thắng nghiêng về Triệu Lộ Tư. Một số phản ứng của cư dân mạng, Triệu Lộ Tư nhìn đẹp về sang hẳn. Cô tự mặc nhìn hơi dìm hàng nha, lại cộng thêm quả make up ối rơi ơi nữa, trông như mấy bà thím thiếu sức sống vậy. Triệu Lộ Tư không cao, nhưng đợt mặc váy này, gầy với bạ cơ địa ngực đậy đà nên nhìn ăn đứt Dương Tử. Váy xinh, ai cũng xinh, thời tiết nóng như này mọi người hoan hỷ thôi, gây gô làm gì cho mệt ra. Mọi người một vẻ đẹp riêng nhé, bước so sánh hộ cái ạ. Triệu Lộ Tư mặc lên keo thực sự, nhìn cái tạo hình này bao nhiêu lần rồi vẫn thấy mê. Thật sự không thích Dương Tử đâu, nhưng cũng mong cố tốt lên, mà không hiểu sao dạo này phong cách thất thường quá vậy. Khí chất thì từ từ học tập cải thiện cũng đỡ, mà cứ tới lượt Dương Tử là mọi thứ rơi về số âm hết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.